không đẹp trai, mắt to mũi cao, cũng không sang lắng để ai nhìn vào cũng thích ngay lần đầu. Chân không cao lắm, đầu tóc thì luôn rối bù xù, ngày chỉ mất vài phút để ngắm nghía trong gương. Nhưng anh sẽ không để em thích ai đâu, sẽ luôn nghĩ cách để khiến em thấy anh xung quanh em cả ngày, dù sáng trưa hay trời chiều nhã nhem, anh vẫn tìm cớ để bắt chuyện cùng em. Anh là người hiểu điều gì sẽ làm em vui, bộ phim em thích xem, cả những lời hát em hay chia sẻ. Anh đã nghe, đã thuộc lòng điệu nhạc mà em đang thích. Cho dù anh thấy đâu hay lắm, anh sẽ chẳng để một người nào gần em hơn, chẳng để bất cứ ai dành tô màu bức tranh anh vẽ. Vì anh đã mơ đến ngày đó lâu rồi, trong bức tranh nơi ấy sẽ có đôi ta tay cầm tay. Không phải vai chính trong những câu chuyện, trong những quyển sách có cái tên dẫn ngôn tình mà em thường xem. Anh chỉ là chàng trai chưa đủ lần để yêu em một cánh đêm tĩnh. Nhưng anh là người hiểu điều gì sẽ làm em vui, bộ phim em thích xem, cả những lời hát em hay chia sẻ. Anh đã nghe, đã thuộc lòng điệu nhạc mà em đang thích. Cho dù anh thấy đau hay lắm, anh sẽ chẳng để một người nào gần em hơn, chẳng để bất cứ ai dành tô màu bức tranh anh vẽ. Trong bức tranh nơi ấy sẽ có đôi ta tay cầm tay. Anh sẽ chẳng để một người nào gần em hơn, chẳng để bất cứ ai dành tô màu bức tranh anh vẽ. Người là lý do anh chờ ngóng, vì thân tình yêu mong chờ thêm một mũi